tổng kết chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 342 sẽ là dấu ấn hoàng kim đánh dấu một bước đột phá lớn. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, dự chấp thêm cánh cho chú hổ Ukraine. Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn dẫn đường chính xác từ bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất. GLSDB với tầm bắn 150 km có thể tấn công Crimea. Như một hệ quả tất yếu khi được Hoa Kỳ trang bị hỏa tiễn tầm xa, ông Kirill Budanov người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Ukraine sẽ tái chiếm Crimea vào mùa hè năm 2023. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm mọi thứ để bán đảo trở về nhà trước ngày này. Chuyển sang các diễn biến chính trên chiến trường, tổng cộng trong ngày, các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công chín khu vực tập trung nhân lực của kẻ thù và một kho đạn dược của quân xâm lược. Ở chảo lửa mới của cuộc chiến, Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục duy trì toàn quyền kiểm soát Ukraine, nơi mà người Nga đã tấn công dữ dội với những tổn thất nặng nề trong vài ngày qua. Cuối cùng là tin Việt Nam, cả nước có 37 trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Molifan xin chào tái ngộ quý khán giả thân thương của The Saigon Post. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Mở đầu bản tin tổng hợp tối ngày 1 tháng 2 như thường lệ sẽ là những diễn biến chính trên mặt trận giao tranh Nga-Ukraine. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tổng cộng trong ngày, các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công chín khu vực tập trung nhân lực của kẻ thù và một kho đạn dược vào thứ Ba ngày 31 tháng 1. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết điều này trong bản báo cáo hàng ngày của mình. Trong ngày qua theo giờ địa phương, các chiến binh của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành chín cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương và hai cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống hỏa tiễn phòng không của chúng. Những kẻ xâm lược Nga đã tiến hành ba cuộc không kích và ba cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong ngày. Hơn 20 cuộc tấn công MLRS đã được thực hiện. Cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại ở các khu vực Kharkiv, Donetsk và Kherson vẫn còn mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công bằng hỏa tiễn trên khắp Ukraine. Tổng tham mưu cho biết, cần lưu ý rằng những kẻ xâm lược Nga đã tăng cường các biện pháp lọc và chống phá hoại trong các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của vùng Kherson. Cụ thể, quân đội Nga đã hạn chế ra vào khu định cư Ulyanovka, cư dân địa phương bị lục soát và kiểm tra điện thoại di động của họ. Ngoài ra, tại Donetsk, số ca nhiễm bệnh đặc biệt nguy hiểm giữa các quân nhân của lực lượng Nga và lính đánh thuê Wagner đã tăng lên đáng kể. Điều này có thể liên quan đến việc thiếu điều kiện vệ sinh và vệ sinh bình thường tại các địa điểm của phía Nga. Và đến với chảo lửa mới của cuộc chiến, thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục duy trì toàn quyền kiểm soát Uleda, nơi mà người Nga đã tấn công dữ dội với những tổn thất nặng nề trong vài ngày qua. Bất chấp những ngày ác liệt vừa qua, thành phố này vẫn tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Ukraine. Hơn nữa, trong cuộc giao tranh, quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề về lực lượng thủy quân lục chiến, những người được thay thế bằng lực lượng huy động thông thường với trình độ huấn luyện kém. Về tình hình trong thành phố vào sáng thứ Ba, ngày 31 tháng Giêng, Ukraine đang cầm cự tất cả các cuộc tấn công trước đó đã bị đẩy lùi cho đến nay. Người Nga không thể thiết lập quyền kiểm soát đối với Ukraine. Bất kỳ thông tin nào về quân đội Nga ở Ukraine đều là một phần trong hoạt động tâm lý. Quân đội Nga không giảm số lượng các cuộc tấn công, nhưng chất lượng của các cuộc tấn công giảm đáng kể vì hai lý do: điều kiện thời tiết và tổn thất nhân lực cao. Các lực lượng có kinh nghiệm và năng động nhất đã bị thanh lý ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc tấn công. Lữ đoàn 155 của Nga chịu tổn thất nặng nề cả về nhân lực và phương tiện bọc thép và tầm quan trọng của nó trên chiến trường đang giảm sút. Hơn nữa, thông tin tình báo khẳng định tinh thần quân Nga đang xuống thấp buộc họ phải áp dụng các biện pháp đàn áp những kẻ xâm lược cũng giữ cho quân đội của họ trong một bong bóng thông tin và thông báo sai cho quân đội về những thành công. Thưa quý vị, những ngày đầu năm 2023, cả thế giới đều đổ dồn sự chú ý về lô thiết giáp và xe tăng hạng nặng đường các nước viện trợ ồ ạt cho Ukraine, đánh dấu cột mốc Ukraine chuyển sang 100% vũ khí NATO, và như chấp thêm cánh cho chủ hộ Ukraine, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine các hỏa tiện dẫn đường chính xác từ bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB với tầm bắn 150 km có thể tấn công Crimea. Điều này được thông tin bởi Reuters trích dẫn các quan chức quen thuộc với tình hình, đạn dược sẽ là một phần của gói viện trợ mới trị giá 2,2 tỷ USD. GLSDB được phát triển bởi tập đoàn Boeing của Mỹ cùng với tập đoàn Saab của Thụy Điển. Những hỏa tiễn dẫn đường này có thể được phóng từ bệ phóng hỏa tiễn phóng loạt HIMARS, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu đang di chuyển. GLSDB có quán tính và được điều khiển bằng GPS, có thể loại bỏ nhiễu điện tử, có thể được sử dụng trong mọi thời tiết và có thể được sử dụng để chống lại xe bọc thép. Theo một số báo cáo, Boeing đã đề nghị Ngũ giác đài chuyển giao số vũ khí này cho Kiev vào cuối tháng 11, cho đến nay, tầm bắn tối đa của hỏa tiễn cung cấp cho Ukraine chưa vượt quá 80 km. GLSDB sẽ cho phép lực lượng vũ trang tấn công Crimea từ tiên tuyến trên bờ sông Dnieper. Ví dụ, khoảng cách từ Kherson đến Epatoria là 170 km và từ Novaya Karkovka đến Zhankoy, một đầu mối đường sắt quan trọng là 150 km. Theo cơ quan này, một gói viện trợ quân sự mới sẽ được công bố sớm nhất là trong tuần này. Ngoài GLSDB, nó sẽ bao gồm các thiết bị cho hệ thống phòng không Patriot, đạn dẫn đường chính xác và bổ sung Javelin ATGM. Kiev nhất quyết yêu cầu chuyển giao hỏa tiễn Attack MS có tầm bắn 300 km, có thể phóng từ cùng hệ thống HIMARS, nhưng Mỹ vẫn từ chối thực hiện yêu cầu này vì lo ngại căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, không phải ai ở Washington cũng chia sẻ quan điểm này. Mới đây, dân biểu Michael McCall cáo buộc Tổng thống Joe Biden hay nhát khi từ chối bàn giao Attack MS cho Kyiv. Theo Macron, nỗi sợ leo thang sai lầm chỉ kéo dài chiến tranh ông cũng thu hút sự chú ý đến việc người Ukraine đang yêu cầu các hỏa tiễn tầm xa để giải phóng lãnh thổ có chủ quyền của chính họ. Một tuần trước, chính quyền Anh đã công bố khả năng cung cấp cho Kiev hỏa tiễn có khả năng vươn tới các mục tiêu ở Nga. Họ lưu ý rằng, những quả đạn như vậy sẽ giúp cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine có thể chịu được các cuộc pháo kích thường xuyên với sự giúp đỡ của chúng, có thể phá hủy các tổ hợp thực hiện vụ phóng. Thưa quý vị, như một hệ quả tất yếu khi được Hoa Kỳ trang bị hỏa tiễn tầm xa, ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post rằng Ukraine sẽ tái chiếm Crimea vào mùa hè 2023. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine nên làm mọi thứ để bán đảo trở về nhà trước ngày này. Budanov bày tỏ sự tin tưởng rằng mọi thứ sẽ như vậy. Crimea sẽ được trả lại cho chúng tôi. Tôi sẽ nói thêm với các bạn mọi chuyện bắt đầu ở Crimea vào năm 2014 và tất cả sẽ kết thúc ở đó, ông nói. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine không tin rằng việc giải phóng Crimea sẽ kích động Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân. Nga là một đất nước mà bạn có thể mong đợi rất nhiều, nhưng không hoàn toàn ngu xuẩn. Xin lỗi, nhưng điều này sẽ không xảy ra. Một cuộc tấn công hạt nhân sẽ không chỉ dẫn đến thất bại quân sự của Nga, mà còn dẫn đến sự sụp đổ của Nga. Và họ biết rất rõ điều đó budanov nói ông gọi những tuyên bố của các quan chức cấp cao nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là chiến thuật hù dọa nói về sự phát triển của các sự kiện ở phía trước trong tương lai gần budanov nói rằng quân đội nga sẽ tập trung vào việc chinh phục các khu vực donetsk và lugansk ở đó các trận chiến chính đang diễn ra đồng thời ông coi một cuộc tấn công từ lãnh thổ belarus là khó xảy ra thông tin về điều này được tung ra để đánh lạc hướng và phân tán lực lượng vũ trang ukraine theo budanov hiện có khoảng 326.000 binh sĩ Nga ở mặt trận. Ông Budanov dự đoán rằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở sâu trong hậu phương sẽ tiếp tục. Ông nhấn mạnh, cho đến khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục, sẽ có những vấn đề bên trong nước Nga. Trước đó, ông Budanov nói rằng một cuộc phản công quy mô lớn mới của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu vào mùa xuân. Các hoạt động quân sự sẽ diễn ra nóng nhất vào tháng 3. Sau đó, Ukraine sẽ dán cho Nga một thất bại cuối cùng người đứng đầu Nga đã làm rõ rằng mục tiêu cuối cùng là đạt được các biên giới năm 1991. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ám chỉ trận chiến giành Crimea sẽ diễn ra vào mùa hè. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng ông sẽ đến bán đảo này ngay sau chiến thắng của Ukraine trước Nga. Tôi thực sự muốn nhìn thấy biển, làm gì trong mùa đông trên biển. Tôi sẽ đến đó khi trời ấm, ông nói. Ngoài ra, Zelensky đã nhiều lần lưu ý rằng Việc kết thúc chiến tranh mà không có sự trở lại của Crimea sẽ không được xem xét. Việc chuẩn bị tấn công mới của Kiev cũng được Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận khi tuyên bố cung cấp xe tăng Abrams. Ngoài ra, trong cuộc họp tại căn cứ Ramstein ngày 20 tháng 1, người đứng đầu ngũ giác đài Lloyd Austin nói rằng các đồng minh của Ukraine có cơ hội cho đến mùa xuân trong việc cung cấp vũ khí, vì lực lượng vũ trang Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công vào mùa xuân, việc Ukraine có thể lấy lại Crimea vào tháng 8 năm 2023 cũng đã được cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges tuyên bố. Theo ông, giai đoạn quyết định của cuộc chiến ảnh hưởng đến bán đảo sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2023, sau đó Putin có thể mất quyền lực. Cuối cùng sẽ là tin Việt Nam. Trong một trường hợp hy hữu, đã có 37 trung tâm đăng kiểm trên cả nước này đang bị tạm dừng hoạt động. Trong đó, Hà Nội nhiều nhất với 12 trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng 7 trung tâm, Thái Bình tạm dừng 2 trung tâm. Tại cuộc họp giao ban tháng 1 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải chiều ngày 31 tháng 1, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đang tiếp tục duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm. Hiện tại, có 37 đơn vị đăng kiểm trên cả nước phải tạm dừng hoạt động, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 12 trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng 7 trung tâm, Thái Bình tạm dừng 2 trung tâm. Cục này cũng cho biết trong tháng 1, trên cả nước có khoảng 530.000 lượt phương tiện được đăng kiểm tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến tình trạng ung ứ tại nhiều trung tâm đăng kiểm. Đối với các trung tâm đang phải tạm dừng hoạt động tại Thái Bình, Hòa Bình, Cục đăng kiểm cho hay đã báo cáo cơ quan chức năng xem xét cho phép mở lại. Nếu được chấp thuận, Cục sẽ điều động các đăng kiểm viên tại các đơn vị khác đến làm chuyên môn. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục đăng kiểm đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định để phù hợp với thực tiễn trong đó có thông tư 16 của bộ giao thông vận tải quy định về việc bỏ kiểm định lần đầu đối với xe mới và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay thay mặt cho ban biên tập Mô Phan cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo